Kính thưa quý vị, trước khi mà Xuân Hiếu giới thiệu tiếp đến quý vị hai tiết mục đặc biệt nữa trong chương trình ngày hôm nay, thì bây giờ sẽ là một cái phần mà có thể nói là chúng ta sẽ cùng chia vui với các em nhỏ. Thưa quý vị, các em nhỏ đồng thời cũng là đệ tử của sư cô trụ trì chùa Nhân An. Sau một năm miệt mài học tập thì các em cũng đã có được thành tích học tập xuất sắc, và cùng với đó là hai đệ tử lớn là cũng đã thi đỗ tốt nghiệp. Sau đây thì chị Xuân Hiếu mời các em sẽ cùng lên sân khấu để sư cô trụ trì sẽ tặng quà động viên tinh thần khích lệ của các em sau một năm học tập với kết quả học tập rất là tốt. Rồi mời các em. Dành những tràng pháo tay thật lớn, thật là dài để chúng ta cùng chúc mừng với các em nhỏ được nhận quà từ sư cô trụ trì chùa Nhân An. Chúc cho các em sẽ tiếp tục học giỏi ha, và năm sau chúng ta sẽ được nhận quà tiếp nha. Xin được trân trọng cảm ơn sư cô trụ trì chùa Nhân An, và xin được một lần nữa chia sẻ niềm vui với các em.